Phong xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Thì trong video trước thì Long có chia sẻ về cái pha cà phê với cái cà phê mà rang đậm màu, rang sáng màu, rang light á. Còn hôm nay Long xin chia sẻ các bạn cái cà phê mà rang đậm màu, rang đắt ha. Thì trên tay Long á là một cái hũ cà phê được rang khá là đậm màu. Thực ra không khá lắm, tương đối nè. Các bạn nhìn thấy là dầu nó đã đổ dầu rồi nè, đó. Tuy nhiên không phải như vậy là không ngon, không phải như vậy là uổng cái cà phê. Nhưng mà vì đây là gu, các bạn ạ. Gu sẽ có những người thích uống cái kiểu cà phê rang light, giống như là cái video trước Long chia sẻ các bạn đó. Nhưng cũng có người lại rất là thích uống những cái cà phê mà nó được rang đậm. Uống cà phê rang light thì đối với những người uống cà phê rang đậm thì họ không thích, tại vì họ nói là cà phê chua quá, rồi thể chất không có dày dặn, và có vẻ nó rất nhạt nhẽo. Nhưng với những người uống cà phê rang light thì họ nói rằng là ồ, cái rang light rất là tuyệt vời, tại vì hương vị nguyên bản của cái hạt cà phê và nó rất là đầy mùi vị của trái cây. Trong khi cái cà phê rang đậm như này thì họ lại không ưng, họ nói rằng cà phê gì mà uống đắng ngắt, rồi không có hương vị, không có tinh tế, mà uống giống như là cái thể chất nó, vì cái thể chất nó dày, nó có quá nhiều chất, cho nên họ uống họ nói rằng có vẻ nó không được trong trẻo, không được clean, cho nên họ không thích. Thì tùy quan điểm, tùy gu mỗi người thôi. Nhưng không sao, hôm nay Long chia sẻ các bạn cái cách để pha cái cà phê mà nó được rang đậm như thế này. Còn những người yêu thích cái cà phê rang light và cái gu của họ light thì ok, mời các bạn xem cái video trước. Còn video hôm nay thì Long chia sẻ cách này, cho nên là không sao, mỗi người có một gu, mỗi người có một cách uống. Và nhiệm vụ của Long chia sẻ các bạn cái cách để mà mình pha cái loại cà phê mà mình ưa thích một cách đúng nhất, cách tốt nhất, uống ngon nhất, và mình thưởng thức được trọn vẹn hương vị mà mình mong muốn trong cái phin cà phê nó có. Rồi bây giờ Long bắt đầu xay cà phê. Thì Long sẽ sử dụng cái lượng cà phê, Long không sử dụng miếng này. Long sẽ sử dụng cái cà phê với cái lượng là 20g, 22g đi ha, 22g cà phê. Cho một cái phin cà phê cơ bản như thế này thì cũng có bạn sử dụng 25g, có bạn sử dụng 20g thì tùy. Long thì Long quen sử dụng bao nhiêu gam cũng được các bạn. Nhưng trong cái khoảng 20 tới 25g, nhưng phải đảm bảo rằng cái tỷ lệ pha, ví dụ như là 1:3 hoặc 1:4, đảm bảo cái tỷ lệ đó thì như vậy cà phê nó sẽ được chín rất tốt. Rồi. Và trước khi xay thế này thì Long muốn chia sẻ các bạn về đặc điểm của cái cà phê mà được rang đậm. Thì các bạn hình dung là cái cà phê được rang đậm á, nó có thể là đầu nổ 2 hoặc là kết thúc nổ 2 thì người ta mới cho rang. Hoặc là có nhiều người, hoặc có một vài cái thương hiệu cà phê thì họ còn kéo dài cái đoạn nổ 2 luôn các bạn. Kéo rất dài, rất lâu. Kéo rất dài để cho cái cà phê nó có được cái hương vị đặc trưng, gọi là dry ấy các bạn, có nghĩa là khô, uống rất là khô, đầy cái hương cà phê cơ bản, và thậm chí còn có mùi khói trong đó nữa. Nhưng họ rất thích những cái hương vị này, đặc biệt với những người mà họ hút thuốc thì họ lại rất thích cái kiểu uống cà phê vậy, hoặc những cà phê vậy rất phù hợp để uống với đá đó. Thì tùy gu, tùy cái đặc trưng của mỗi cái thương hiệu mà họ quyết định là họ sẽ pha như thế nào, sẽ rang cái cà phê như thế nào đó. Rồi lại quay về cái đặc trưng rất là cơ bản của cái cà phê rang đậm. Thì các bạn biết đó, cà phê rang đậm thì với cái thời gian nằm trong máy rang lâu và cái lượng nhiệt như thế, cho nên đó, là cái cà phê nó rất là giòn, dễ dàng mình bóp về nó bẻ. Trong khi cái cà phê rang lai thì mình bóp ra cực kỳ khó bẻ, cũng cứng lắm nha, không
này cũng cứng đó, cầm ngay cái hạt cu li nên là cho nên không bẻ được. Đây, ví dụ như này cũng khá cứng đó bạn ơi, khá cứng, nhưng đại loại như này, cái kết cấu nó đã được nọ xốp ra, nó đã nọ xốp đây như này, nó được nọ xốp hết cỡ luôn, gần như là hết cỡ hết mức, các cái khoang nó đã được bung nọ hết cỡ. Đấy, hình dung là khi các bạn so sánh hai cái hạt cà này thì sẽ thấy là cái hạt bên răng động thường cái thể tích nó lớn hơn, do đó ví dụ cũng 100 gram cái cà phê rang đậm so với 100 gram cái cà phê rang sáng màu thì chắc chắn cái 100 gram rang đậm màu cái thể tích nó sẽ lớn hơn ha. Rồi và vì nó rất là nó rất là xốp, rất là dễ bể, thể tích nó tăng trong quá trình mà rang tới cái bước nổ hai luôn. Do vậy thì trong quá trình mà xay nó rất là dễ bể. Và như thế thì và cái cà phê rang đậm ấy, thì nó vì với cái nhiệt lớn như thế cho nên là các cái hợp chất trong đó nó đã được nó đã tham gia các cái phản ứng nhiệt cho nên nó rất là dễ để mà nó được chiết xuất khi nó gặp nước khi nó gặp nước. Do vậy ấy, thì thứ nhất khi mà xay mình cũng xay nó khác so với cái thằng rang nhạt màu nha. Với cái thằng rang đậm màu á, thì thay vì medium thì Long để 4.5, nhưng với cái thằng rang sáng màu đậm màu như này á, thì Long sẽ rang xay thô hơn và Long để số 5. Thì thông thường cái máy này á, thì số càng lớn thì cái hạt nó sẽ càng thô đó. Thì medium thì để số 4.5, còn nếu mà rang lai giống cái video trước á thì phải để số 4 đó. Còn cái này á vì rang đậm cho nên Long sẽ để nó là số 5. Rồi câu hỏi đặt ra là thế thì tại sao mà mình lại xay cái thằng rang đậm thô hơn cái thằng rang lai, tại sao lại có cái sự khác nhau như thế, tại sao lại rang đậm thì khác với rang lai, xay nó cũng khác, kích cỡ nó thô hơn. Rồi Long sẽ rót nước ủ trước và sau đó chia sẻ tiếp trong quá trình mà đợi nó chạy ha. Thì cái cà phê này Long cũng sẽ sử dụng cái tỷ lệ nước là 1:4, có nghĩa một cà phê và 4 nước. Thì cái này là 22 gram cà phê thì sẽ sử dụng là rồi Long sẽ ủ là 44 gram nước, 48 gram nước, 48 gram nước cho lần ủ thứ nhất, các bạn thấy không? Vì cái hạt nó rất là xốp, rất là xốp và được xay lớn đó. Cho nên là cái việc chiết xuất của nó sẽ chiết xuất nó chạy rất là nhanh như thế này, chạy rất là nhanh. Rồi thời gian ủ trong vòng 30 giây, rồi làm gì thêm rót nước lần hai rồi sẽ tiếp tục câu chuyện với các bạn. Thì tổng cộng cái cái cà phê này mình sử dụng là 22 gram cho nên Long sẽ rót 88 gram nước tổng cộng, 88 gram nước tổng cộng nha. Rồi, tiếp tục câu chuyện các bạn. Hồi nãy đang nói về xay thì xay kích cỡ xay của cái hạt cà rang đậm nó phải thô hơn cái medium và thô hơn cái thằng lai, có nghĩa là nếu mà như đây là cứ một lít như vậy á, là nó sẽ là nửa số thì lai là số 4 trả về một nấc, có nghĩa là 4.5 trả về nấc nữa là số 5, đó là cho các xay. Rồi nước thì sao? Nước thì các bạn hình dung là hồi trong video trước Long cũng có chia sẻ với các bạn đó là vì cái này rang đậm và đặc điểm của cái cà phê khi mà mình pha như thế này đó, là khi nó gặp sự khuấy động càng nhiều thì lúc đó
thì lúc đó cái các cái phân tử trong cái bột cà phê nó sẽ dao động mạnh hơn và nó khi nó dao động càng mạnh nước nước nóng nước nhiệt độ càng cao nó khuấy động càng mạnh thì lúc đó nó sẽ bóc tách chiết xuất các cái phân tử ra khỏi cái bột cà phê càng nhiều. Chính vì như vậy á thì nếu cái nước mình sử dụng cái nước rất là nóng, ví dụ như với cà phê rang đậm như thế này, mình xay mịn là một, xay mịn ha là một, cái hai mình sử dụng nước nóng ví dụ 96, 98 hoặc 100 độ C vừa xối ra mình chế vô đây luôn thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Thưa các bạn, cái phim cà phê các bạn nó sẽ có một số cái hiện tượng sau. Thứ nhất, quan sát mình sẽ thấy là nó sẽ xù lên, phồng lên liền. Tại vì sao? Tại vì giống như nó bị sốc nhiệt các bạn, lượng nhiệt quá cao quá lớn, nó chưa kịp thẩm thấu nó mới xù cái bọt lên. Cái nhất, cái thứ hai, hương vị của cái phin cà phê này nó sẽ body nó sẽ rất là dày dặn. Tuy nhiên có một cái là vì cái sự xáo động, vì cái sự khuấy động rất mạnh, rất nhanh và rất rất là mạnh như vậy, cho nên vô tình nó sẽ chiết xuất luôn những cái hợp chất mình không mong muốn, như cái mùi quá nhiệt giống như các bạn, như những cái mùi của điếu thuốc tẩu, điếu thuốc lào mấy ông già hấu anh hốt đó, cái nước đó nó rất là hôi vậy đó. Cái nữa là cái xin lỗi các bạn, cái nữa là cái mùi khét, mùi khói rất đặc trưng, và một số cái mùi vị không mong muốn khác, hoặc là nó làm cho mình rất là uống, khi uống vô cảm giác rất là khô cái cổ như này, những cái mùi rất là khô cổ như thế. Thì nếu như vậy thì tại sao mà những người uống cà phê mà pha đậm gì họ biết điều đó chứ, biết thôi, nhưng tại sao họ vẫn thích? Họ thích bởi vì họ thích những cái hương vị của cái quá trình mà rang cà phê, cái quá trình người ta gọi là những hương vị mà của sugar brownie, có nghĩa là những hương vị của đường nâu, những vị của đường nâu, ví dụ caramel, sô cô la, vân vân. Tuy nhiên nếu mình pha không khéo, mình xay không đúng, mình sử dụng cái nhiệt độ nước không đúng, và cái cách thức mình pha không đúng, thì vô tình mình đã làm cho những cái chất đó được chiết xuất ra, nhưng đồng thời những cái chất không mong muốn đó, cũng như chất không mong muốn khác, những cái chất khi mình uống vô mình cảm thấy rất là khó chịu, gắt ở cổ nè, gắt nè, rồi đắng ngắt ở cổ nè, hoặc những cái hương vị không mong muốn khác. Và như vậy khi nó chiết xuất hết vô cái phin cà phê như thế này thì chắc chắn một điều cả là nó sẽ không có ngon, nó sẽ không có ngon, nó át đi những cái hương vị tinh túy của cái hạt cà phê mà được rang đậm màu mang lại đó. Và các bạn thân mến, cho nên cái cà rang đậm màu thì thực sự nó mang được những cái hương vị rất là đặc trưng của cái đường bị đốt cháy, tiếng Anh người ta gọi là sugar brownie, và những cái hương vị đó có thể các bạn có thể cảm nhận và liên tưởng tới như là hương vị của caramel, caramel đường đốt cháy này đó, caramel này, của sô cô la nè đó, và cái cảm giác rất là ngọt, ngọt của cái đường được đốt, giống như bánh lăng mà các bạn ăn ở dưới có lớp caramel thôi đó, tưởng tượng như vậy, giống như vậy. Rồi cái mùi sô cô la đặc trưng, với có nghĩa là cái loại cà nó phải có thì khi rang nó mới có được vậy nha các bạn, và rang đúng nha các bạn đó. Rồi nó khá ngọt và nó có chút gì đó có chút đắng nhẹ đó, và chính vì như vậy, chính vì những cái sự hấp dẫn như vậy mà những cái người uống cái cà phê rang đậm màu này, họ cực kỳ thích những cái tông màu, những cái tông cà phê được rang đậm như thế này. Ngoài ra cái thể chất của cái cà rang đậm nó cũng rất là dày dặn, nhưng để mà có thể pha cho đúng cách, để mà có thể lấy được những cái hương vị mong muốn từ trong cái cà rang đậm như thế này thì các bạn cần pha một cách đúng cách, giống như cách các bạn xay, các bạn sử dụng cái nước, các bạn sử dụng cái nước, cái nhiệt độ đúng. Cho nên
cài nào cũng được, răng đậm, răng sáng màu cũng được, đo tùy gu mỗi người. Nhưng hãy sử dụng các pha nó đúng, bởi vì khi mình hiểu được gốc rễ, khi mình hiểu được cái căn bản đó thì mình pha cho đúng thì chắc chắn một điều, cái viên cà phê nào nó cũng tuyệt vời, nó cũng ngon. Đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời.